MNTV hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Lần đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự hanh thông, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải. Cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là tử vi tuổi Ất Mão sinh năm 1975 được hưởng phúc bề trên, đón nhiều vận may bất ngờ ập đến từ nay tới Tết âm lịch năm 2024. Các tinh tài tiểu, thần tài dẫn bước, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, giàu sang hết phần thiên hạ. Anh chị thân mến, cuộc đời của một Ất Mão sẽ luôn cần họ phải phấn đấu. Ất Mão sống đến tầm tuổi này đã trải qua sóng gió gian truân. Nhiều khi ngắm lại cả một cuộc đời vất vả thì liệu về già có được an nhàn không? Câu hỏi cuối đời còn lại gì luôn canh cánh trong lòng Ất Mão mà chưa một lời giải đáp. Minh Đường Tử Vi chẳng cho anh chị được tiền bạc, nhưng chúng tôi có thể trả lời cho anh chị câu hỏi lớn nhất của đời người này, giàu sang hay bần hèn đều được tiết lộ sau đây. Thưa quý tín chủ của Minh Đường Tử Vi, các anh chị hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký cùng với chiếc chuông nhỏ này nhé. Thưa anh chị Ất Mão thân mến, anh chị 1975 cần nhớ, điều kiện kém không đáng sợ, đáng sợ là điều kiện không tốt, lại còn không nỗ lực, không cố gắng, thích hưởng thụ, thích lười, biến thích than thở, oán trời trách đất, giận đời. Cuộc sống là một cuộc chinh chiến, phấn đấu dài kỳ, thiên sinh ta không giàu sang phú quý, nhân tâm ta tự định tìm một điểm thành tựu vinh hoa. Trong cái cõi tạm mờ mịt này, nhiều Ất Mão đã có câu trả lời cho câu hỏi cuối đời còn lại gì. Ất Mão đoán rằng mình sẽ được hưởng an nhàn hạnh phúc bên gia đình và con cháu, nắm trong tay nhiều tài sản. Đó là cái kết Ất Mão đáng được hưởng vì những vất vả và bộn bề mà Ất Mão được coi là một món quà. Và đã là món quà thì không phải ai cũng có được, có những món quà bình thường, có những món quà tuyệt vời, cũng có những món quà đặc biệt, tiềm ẩn vô hạn những khả năng vô vàng điều ẩn chứa, thông tin vào tín ngưỡng là một món quà tuyệt vời. Anh chị tin vào sự tồn tại của thế giới siêu hình, tin vào nhân quả, để tu tâm dưỡng tính, để làm chủ hành vi, để giữ lại một điểm sáng, một ngọn hải đăng chỉ đường cho anh chị mà tiếp tục bước đi, đúng mệnh, đúng đạo, đúng lý, giữ vững bản tâm mà kinh qua những ngày tháng bon chen, nơi cõi tạm, vì nó là một món quà tuyệt vời nên hãy giữ gì nó, như giữ lại cái bản tâm của chính Ất Mão. Vậy niềm tin đặc biệt nhất mà Ất Mão có, đó là niềm tin vào bản thân, tin rằng chỉ cần ta muốn thì ta ắt sẽ làm được, chỉ cần ta cố thì vạn đều sẽ thuận lợi hanh thông, chỉ cần ta nỗ lực chăm chỉ hoặc ta thực sự nghiêm túc thì kế hoạch cuộc đời sẽ thẳng bước thành công. Cái món quà đặc biệt này của Ất Mão lắm khi không phải lúc nào cũng hiện hữu, đôi lúc đời hành, thỉnh thoảng trời trêu, vạn điều đều xoay phần bào mòn đi cái niềm tin của bản thân. Mà Ất Mão có lúc ngẫm lại, ta đã bị cuộc đời dìm xuống hèn đi một tẹo, đau hóa rồi sao? Cái đoạn từ 2014 đến này, với Ất Mão không hề dễ dàng, người ngoài nhìn vào không ai hiểu. Nghĩ cuộc đời Ất Mão chẳng mấy thứ phải lo toàn, thì phi như không khí, hít thở kịp thời, như ăn cơm chẳng thể thiếu ngày nào, nhưng vẫn cứ yên lặng mà chịu. Tôi không thở than, không phải vì cuộc đời tôi dễ quá, tôi không than thở, để tiết kiệm từng giọt sức mà chiến đấu với đời, cũng không thể nói cho Ất Mão bao giờ. Anh chị chuyển cảnh được, vì nó không quá cần, cũng chỉ biết nói rằng, đến giai đoạn 2024, mọi thứ anh chị làm ở hiện tại, nhìn lại thấy sẽ đáng giá để nỗ lực lắm thay. Người bước vào đoạn hậu vận trung niên, thường thấy cô độc, vì mỗi sáng thức dậy có bao người đang dựa vào mình, mà mình thì chẳng còn ai để dựa cả, nên lựa chọn duy nhất là hãy kiên cường cho những trách nhiệm mà mình đang mang, chỉ có vậy thôi. Đến cuối đời, chính là đúc kết những ngày tháng trước đó, bởi vậy nếu biết trước tương lai thì cũng sẽ hình dung ngay được cuối đời anh chị như thế nào. Nhưng này Ất Mão thân mến, các thầy tử vi học phương Đông đã luận giải ra được, nhìn các chòm sao thấy rằng, người sinh năm 1975, từ nay tới Tết 2024, sẽ gặp nhiều may mắn nếu biết nắm bắt cuộc đời của anh chị, có thể một bước chuyển biến mạnh mẽ, tạm biệt nghèo khổ vất vả mà từ trước tới nay Ất Mão đã gặp phải,
vươn lên trở thành đại gia, giàu có là điều không phải bàn cãi. Vậy vận trình cụ thể giai đoạn từ nay tới kết 2024 của quý anh chị tuổi Ất Mão sẽ ra sao? Xin mời đến với phần luận giải bên dưới video ngày hôm nay nhé! Xem tử vi thấy rằng, cuộc sống của người Ất Mão từ nhỏ đã gặp nhiều khó khăn, gian khổ, vì vậy họ sớm ý thức được ước mơ, hoài bão của mình. Trưởng thành và đi lên từ hai bàn tay trắng, họ đạt được nhiều thành công và xây dựng cho mình một sự nghiệp vững chắc, ổn định. Trong cuộc đời, tuổi Ất Mão có nhiều bạn bè, tri kỷ tốt, mỗi khi hoạn nạn đều có quý nhân phù trợ giúp đỡ vượt qua khó khăn. Nếu tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, giúp đỡ người khó khăn, sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi trong cuộc sống, gia đình hòa thuận êm ấm, có nhiều truyền thống tốt đẹp từ thời ông cha để lại. Ngay từ nhỏ, nam mạng tuổi Ất Mão đã ham học hỏi, thông minh, tài trí hơn người, ngoan ngoãn, được mọi người xung quanh yêu quý. Với lòng quyết tâm, kiên trì vượt qua khó khăn, họ sớm xây dựng được sự nghiệp vững chắc, ổn định và có cuộc sống sung sướng, đầy đủ. Dưới đây là thông tin luận giải chi tiết từ nay tới Tết 2024 của tuổi Ất Mão trên 4 phương diện chính của cuộc sống, sự nghiệp, tài chính, gia đình và sức khỏe. Với nam mạng, vận trình công danh sự nghiệp trong giai đoạn từ nay tới Tết 2024 đòi hỏi người nam sinh năm 1975 phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Trong năm, con đường phát triển công việc sẽ có khó khăn, song đây cơ bản là những cơn mưa rào để thử sức những người thật sự có quyết tâm. Nếu vượt qua được cơn mưa này, ắt sẽ nhìn thấy được cầu vồng, quyết tâm càng cao, thành quả gặt hái sẽ càng lớn. Trong 3 tháng cuối năm 2023, người làm kinh doanh, nếu có ý định đầu tư thì nên ưu tiên cân nhắc các kế hoạch chung và dài hạn, điển hình như đầu tư bất động sản, gửi tiết kiệm ngân hàng, tham gia chứng khoán. Đây sẽ là những sự lựa chọn an toàn về lâu về dài cho bản mệnh nếu không muốn đồng tiền của mình đứng im một chỗ. Nhìn chung, phương diện tài chính năm này không thực sự quá khởi sắc, vận tại lộc có, nhưng để có được một khoản dư như ý thì mệnh chủ cần phải đề cao các phương án tích lũy. Ngoài ra, với các hoạt động đầu tư đã triển khai, quý năm nên áp dụng phương pháp cuốn chiếu để thu hồi bớt vốn, tránh tình trạng tiền bạc thất thoát quá nhiều khi có vấn đề không mong muốn xảy ra. Trong từ nay tới Tết 2024, kiên nhẫn và bình tĩnh là hai yếu tố chính giúp tình cảm gia đình của mệnh chủ tiến triển tốt đẹp, sự thấu hiểu và sẽ chia kịp thời, sẽ giúp dập tắt triệt để các hiểu lầm khi vừa mới nhen nhóm. Nếu làm được những điều trên thì cuộc sống gia đạo năm 2023 của nam Ất Mão sẽ rất ấm êm, hòa thuận và hạnh phúc. Phương diện sức khỏe của quý nam Ất Mão khá ổn định, mệnh chủ ít ốm đau, bệnh vặt, nếu có bệnh cũng sẽ rất nhanh khỏi. Tuy nhiên, bản mệnh cũng không nên quá chủ quan. Thay vào đó cần tập trung cho mình, thói quen thể dục thể thao thường xuyên, cũng như chú ý tới việc bổ sung dưỡng chất thiết yếu cho tuổi ngũ tuần. Nam mạng tuổi Ất Mão 1975 không phạm thái tuế trong năm Quý Mão 2023, những năm người tuổi Quý Mão phạm tam tai là Tý, Sửu, Hợi. Dựa theo đó có thể thấy, năm Quý Mão 2023 không phải là năm tam tai của người tuổi Mão. Mệnh chủ tuổi Ất Mão 1975 không phạm thái tuế khi bước sang năm 2023. Bước sang năm 2023, người nam sinh năm 1975 sẽ sang tuổi 51, tính cả tuổi Mụ. Theo cách tính này, mệnh chủ phạm phải hạn kim lâu thân, cần đề phòng kẻ tiểu nhân hãm hại. Theo phong thủy, người nam tuổi Ất Mão được khuyên nên cân nhắc kỹ lưỡng nếu có ý định xây nhà ở tuổi 51 trong trường hợp đã có kế hoạch từ trước. Bản mệnh có thể thử xem xét và tìm hiểu các phương pháp dài hạn như cúng sao, mượn tuổi xây nhà và người hợp tuổi đại diện, triển khai các nghi lễ liên quan. Đối với nữ mạng, năm này, vận trình công việc của quý nữ tuổi Ất Mão trên đà phát triển ổn định. Trong năm, mệnh chủ nên ưu tiên tập trung phát triển và hoàn thành các dự định đang dang dở, tránh đưa ra nhiều sự thay đổi trong công việc hay mở mang đầu tư kinh doanh quy mô lớn. Tài vận của người nữ sinh năm 1975 trong giai đoạn từ nay tới Tết 2024 tương đối hanh thông, phương diện sự nghiệp ổn định, giúp vận trình tài chính vững vàng. Tuy nhiên, năm này mệnh chủ cần ưu tiên tích lũy để đề phòng các tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Trong năm, quý nữ cũng nên hạn chế tham gia đầu tư hoặc cho người khác vay mượn với số tiền quá lớn. Gia đạo của nữ mạng tuổi Ất Mão 1975 tương đối êm đẹp và viên mãn, bản mệnh có thêm được nhiều khoảnh khắc vui vẻ và ý nghĩa bên những người thân yêu. Vốn là người khéo léo, có tấm lòng vị tha và rất biết cách phun vén gia đình, nên đời sống tình cảm của quý nữ rất ít khi xảy ra bất đồng.
Áp lực từ công việc và đời sống cá nhân đôi lúc dễ khiến tinh thần của người nữ tuổi Ất Mão bị ảnh hưởng. Năm này, mệnh chủ nên tránh tự tạo áp lực cho bản thân, thức khuya, bỏ bữa, thay vào đó nên dành nhiều thời gian hơn để thư giãn và bên cạnh gia đình. Trong giai đoạn từ nay tới Tết 2024, nữ mạng Ất Mão không bị tác động bởi hạn thái tuế, mệnh chủ có thể an tâm triển khai các dự định quan trọng. Năm Quý Mão 2023 không phải là năm tam tai của nữ Ất Mão. Năm 2023, nữ Ất Mão 51 tuổi âm, phạm kim lâu thân. Nữ Ất Mão bước sang tuổi 51 âm, trong năm 2023, vận trình bị tác động bởi hạng hoang ốc. Nếu mệnh chủ đã có ý định xây dựng sửa sang nhà cửa từ trước, thì nên cân nhắc đến việc mượn tuổi người thân hợp phong thủy. Đây sẽ là giải pháp rất hiệu quả để giúp mọi việc được hanh thông, thuận lợi và may mắn. Thưa quý anh chị tuổi Ất Mão 1975 thân mến, sống tới từng này tuổi rồi, nhưng quý anh chị đã thật sự hiểu về tính cách hay bản tính thật sự sâu bên trong con người mình chưa? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu về đặc trưng tính cách của mình nhé. Đa phần những người cầm tin con mèo thường có đức tính cần cù, chịu khó, nhẫn nại, vượt khổ, bởi vậy họ thường đạt được những mục tiêu trong cuộc đời đặt ra. Họ có tính cách phổ biến, có nghị lực kiên cường sắt đá, có lây truyền, không thỏa hiệp, có chí tiến thủ và lòng ham muốn lãnh đạo, có đức tính thành thực và tinh thần trách nhiệm, chịu khó, chịu khổ, đức tính khiêm tốn, cẩn thận, có lòng chính nghĩa, hay quan tâm tới người khác và thích bênh vực những người bị ức hiếp, có đức tính thận trọng. Người tuổi Ất Mão, tỉnh bơ, nhưng kiên cường, cần mẫn, chu đáo và tận tụy, vì thế, khi thao tác, họ luôn có chiêu thức tốt và quyết đoán khi triển khai. Đặc biệt họ còn biết nhìn xa trông rộng, không thuận tiện bị cám dỗ bởi cái lợi trước mắt, giống như con mèo phải siêng năng, khó khăn vất vả ngược xuôi thì mới đạt tác dụng. Rất ít người tuổi Mão sinh ra đã ngậm thìa vàng, tuy nhiên, trái với nhu yếu phải khó khăn vất vả ngược xuôi thì họ lại có hình tượng của sự khoan thai, bình tĩnh. Tuổi này có tính cách khẳng khái, thích du ngoạn, thích nghi tốt với thực trạng, kiến thức có được do thưởng thức nên hoàn toàn có thể làm nhiều nghề, học một kiểu thành công xuất sắc kiểu khác. Nam mệnh có số giang hồ, tứ hải giai huynh đệ, nữ mệnh có số giặt dẻo. Đối với tình cảm, người tuổi Ất Mão rất trọng về tình cảm, mái ấm gia đình, họ thường có cảm xúc cô độc và thiếu tri kỷ, tâm giao nên luôn khao khát phải không thay đổi những yếu tố trong chuyện tình cảm. Đa số những người tuổi Ất Mão có tính cách hướng về bên trong, vẻ bên ngoài bộc lộ sự bình hòa, nhưng bên trong lại là quốc tế cảm xúc phong phú và đa dạng, họ hay giấu sự nhiệt thành, chân tâm xuống đáy lòng, ít khi thể hiện ra những tâm lý thật. Nhược điểm trong tính cách của người tuổi Ất Mão chính là sự cứng nhắc và nhiều lúc trọng tình cảm thái quá. Tính cách cứng nhắc, bảo thủ, thích thể hiện tâm lý bản thân khiến tuổi Mão rất hay bị hiểu nhầm trong những mối quan hệ. Ví dụ, đồng nghiệp hoàn toàn có thể nhầm tưởng họ khó gần, rồi sinh ra thị phi, một nửa yêu thương hoàn toàn có thể nhầm tưởng họ vô tâm, sinh ra sự xa cách. Do trọng tình cảm nên tuổi Ất Mão cũng rất hay phạm phải sai lầm khi lựa chọn người bạn đầy, tâm giao. Tam hợp, nhị hợp tuổi Ất Mão 1975 là những tuổi nào, hãy cùng Minh Đường Tử Vi tìm hiểu nhé. Tam hợp của tuổi Mão là tuổi Mùi và tuổi Hợi. Nhóm con giáp này được gọi là nhóm ngoại giao vì những người cầm tin những con giáp trong nhóm này đều có tài ăn nói bẩm sinh, họ biết lắng nghe, cảm thông người khác và đặc biệt họ có lòng khoan dung độ lượng. Nhị hợp của tuổi Mão là tuổi Tuất. Một khi hai con giáp này đi chung với nhau thì sẽ được gặp rất nhiều may mắn trong cuộc sống. Họ sẽ hỗ trợ nhau trong công việc. Bên cạnh đó, dựa vào sự hợp tác này, cặp đôi sẽ gặt hái được nhiều thành công và hanh thông trong con đường tài lộc. Trong 3 tháng cuối năm 2023, tuổi Ất Mão 1975 gồm có 1 tháng bình ổn, 2 tháng may mắn, phát tài nhất là tháng cuối cùng của năm 2023. Tử vi tháng 10 âm 2023. Tử vi tháng 10 năm 2023 âm lịch, quý nhân xuất hiện, tháo gỡ khó khăn. Tử vi sự nghiệp, người tuổi Ất Mão trong tháng 10 này đường công danh sự nghiệp không được ổn định cho lắm, bản mệnh cần phải kiên trì trên con đường của mình, đừng vội bỏ cuộc. Nguyệt lệnh lâm đất bệnh, bản thân con giáp này ban đầu cũng thiếu sự quyết đoán, nên dễ để lỡ thời cơ hiếm có để xoay chuyển cục diện. Hơn thế nữa, có những lúc bản mệnh còn trông chênh, không biết mình nên theo đuổi điều gì, vạn sự khởi đầu nan, những chú mèo đã bị thiên cầu hung tinh đe dọa, tiểu nhân đang không ngừng tìm cách phá hoại, khiến cho công sức của bạn không được công nhận, dễ vướng phải những sai sót không đáng có. Song bản mệnh đừng vì thế mà nản lòng, nhụt chí, bởi quý nhân vẫn luôn ở bên,
các tinh tả phù và hữu bật luôn sát cánh để giúp đỡ tuổi Ất Mão đạt được thành công như mong đợi. Có điều con giáp này cũng cần phải nhớ rằng không ai giúp hết được mọi việc, chỉ trong lúc khó khăn gian nan nhất, quý nhân mới đưa tay giúp đỡ, cũng có nghĩa là bạn phải kiên trì để không bỏ cuộc giữa chừng mới có thể thấy được tia sáng phía cuối đường hầm. Tử vi tài lộc. Xem tử vi tài lộc tháng 10 năm 2023 của tuổi Ất Mão, con giáp này có thu nhập tăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh trong tay. Thu nhập của bản mệnh đến từ nhiều nguồn và khá linh hoạt chứ không phụ thuộc vào duy nhất bên nào. Chính tài và thiên tài cho thấy sự tài tình và có duyên với tài lộc của những chú mèo trong thời điểm này, nhân duyên tốt còn giúp bản mệnh có được nhiều cơ hội để kiếm tiền dễ dàng. Nhờ được bạn bè, người thân giúp đỡ mà bản mệnh sẽ cải thiện được thu nhập của mình, từ ngày chính tới ngày tay trái đều gặt hái thành quả lớn, giải quyết những nỗi lo về tài chính trước đó. Tuy nhiên, bản mệnh sẽ khá bận rộn, cần phải có kế hoạch quản lý tài chính cụ thể mới kiểm soát được nguồn tiền ra vào nhanh chóng và hiệu quả. Đừng để guồng quay công việc cuốn đi mà quên mất mình đang sở hữu những thứ gì. Tử vi tình duyên. Xét về vận trình tình cảm của tuổi Mão tháng 10 âm, điềm báo thị phi ập tới khiến cho mối quan hệ giữa bản mệnh và người ấy xảy ra nhiều rối rắm. Không dừng lại ở đó, con giáp này còn có thể vướng phải vòng vây của kẻ thứ ba, không kiểm soát được cảm xúc mà thả trôi bản thân. Những chú mèo có thể sẽ vướng vào mối quan hệ tình cảm ngoài luồng không ai ủng hộ. Vợ chồng dễ nảy sinh mâu thuẫn tranh cãi vì nhiều chuyện, bất đồng quan điểm, khiến cho mọi lý lẽ đều trở nên vô lý, không thể giải quyết được tranh chấp nếu không biết nhường nhịn. Nếu muốn giữ gìn gia đình, thì người cầm tin con mèo cần phải hạ bớt cái tôi cá nhân xuống, chịu xuống nước, chủ động làm lành, sau đó giải thích cho đối phương hiểu và thông cảm, thì gia đình mới mong êm ấm. Tử vi sức khỏe. Trong tháng 10 này, sức khỏe của tuổi Ất Mão khá tốt, không gặp phải vấn đề gì quá lớn hay nghiêm trọng, cần tăng cường vận động, tập luyện thể dục thể thao để giữ sức đề kháng thật tốt. Bản mệnh cũng đừng quá chủ quan, bởi nguyệt lệnh đang tiến vào đất suy, cho thấy cảm giác mệt mỏi, yếu đuối mà con giáp này đang phải trải qua. Có thể áp lực công việc lớn cũng ảnh hưởng đến tinh thần của bản mệnh, khiến cho những chú mèo không thể thoải mái thả lỏng bản thân. Tử vi tháng 11 năm 2023. Tử vi tháng 11 năm 2023 âm lịch, không ngừng vươn lên, nhiều người nể phục. Tử vi sự nghiệp. Sự nghiệp của người tuổi Ất Mão có những bước tiến đáng mừng trong tháng 11 năm 2023 này do có sự phụ trợ của nhị hợp. Bạn tự xác định được đích đến chính xác cho mình và cố gắng hết sức vì điều đó. Chính vì vậy mà việc gặt hái được thành công cũng không có gì ngoài dự kiến. Thời điểm này, bạn biết cách lập kế hoạch cho công việc nên làm việc gì cũng tuần tự từng bước, dù công việc có nhiều đến mấy cũng không rơi vào cảnh bối rối. Không biết làm việc gì trước, việc gì sau, thậm chí phong cách làm việc khoa học của bạn có thể trở thành tấm gương do nhiều đồng nghiệp xung quanh học hỏi. Bên cạnh đó, tháng này bạn còn hợp tác tốt với đồng nghiệp, nhờ mọi người đồng tâm hiệp lực mà công việc dù khó khăn đến mấy cũng có thể giải quyết một cách nhanh gọn và thuận lợi. Nếu làm lãnh đạo, bạn có khả năng gắn kết mọi người, đưa cả tập thể đi tới thành công. Tuy nhiên, công việc của bản mệnh cũng không chỉ có toàn những điều thuận lợi, có điều, yếu tố cản trở không đến từ bên ngoài mà đến từ chính bản thân bạn mà thôi. Nguyệt lệnh lâm mộ cho thấy bạn vẫn thường quá bảo thủ, cứng nhắc trong cách nghĩ, cần nhiều thời gian mới có thể tiếp nhận được những điều mới mẻ. Vì thường khăn khăn làm theo ý mình nên bạn dễ phức tạp quá mọi việc, vì thế dù có đứng ở vị thế nào đi chăng nữa mà cũng cần lắng nghe góp ý của mọi người xung quanh nhiều hơn, có thể người ngoài sẽ đưa cho bạn những gợi ý mà bạn chưa hề nghĩ tới. Tử vi tài lộc. Tháng này chuyện hợp tác làm ăn của những người tuổi Ất Mão tiến triển thuận lợi, nhờ vậy mà túi tiền cũng trở nên rủng rỉnh hơn. Bạn có thể khắc phục được những khó khăn trước đó và không phải lo lắng gì về những lĩnh vực chi tiêu trong khoảng thời gian tiếp theo. Đây là thời điểm mà người làm ăn kinh doanh nên nhanh chóng ký kết hợp đồng, xây dựng quan hệ với khách hàng, đối tác. Bạn giữ được chữ tín thì sẽ khiến nhiều người cảm thấy tin tưởng, quyết định hợp tác lâu dài hoặc giới thiệu thêm những mối làm ăn mới cho bạn. Cơ hội làm ăn tới tấp khiến bạn nhanh chóng thu được một khoản tiền lời lãi khả quan. Người làm công ăn lương cũng có thể hưởng một khoản tiền lương, tiền thưởng kha khá cho những cố gắng trong công việc. Đó là khoản tiền khích lệ của lãnh đạo đối với bạn để bạn có thêm động lực tiếp tục cống hiến trong tương lai. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm mộ nên bản mệnh cũng vẫn cần cẩn trọng trong công việc, chớ nên chủ quan ngay cả trong những nhiệm vụ quen thuộc. Tuy phấn đấu làm giàu, nhưng bạn vẫn cần phải chú ý đến cách ứng xử với mọi người xung quanh, đừng nên có những hành động quá nóng nảy, bốc đồng trong quá trình giành giật cơ hội. Tử vi tình duyên.
Xem tử vi tháng 11 năm 2023 âm lịch, nhị hợp đem lại tác động tích cực cho đời sống tình cảm vợ chồng, đôi bên biết cảm thông, thấu hiểu hơn cho nhau, đồng thời nhận rõ trách nhiệm của mình với gia đình, nên luôn cùng nhau xây dựng mái ấm, chuyện mâu thuẫn, tranh cãi cũng giảm đi rõ rệt. Nếu có thời gian rảnh rỗi, bạn và người ấy nên tìm cách hâm nóng tình cảm đôi bên, ví dụ như cùng tham gia một bữa ăn lãng mạn, hoặc cùng đi nghỉ dưỡng ở đâu đó trong khoảng thời gian một vài ngày, chắc hẳn hai người sẽ có thêm những kỷ niệm quý giá, khiến tình cảm đôi bên ngày càng gắn kết hơn. Bách Việt cát tinh khiến vận trình tình duyên của người độc thân trở nên rực rỡ hơn hẳn, những người xung quanh nhận ra ưu điểm của bạn nên đều muốn kéo gần khoảng cách với bạn. Tử vi sức khỏe. Tình hình sức khỏe của người tuổi Ất Mão nhìn chung ổn định trong khoảng thời gian này, bạn nên tiếp tục duy trì lối sống lành mạnh, có luyện tập thể dục thể thao, chớ bắt bản thân làm việc quá sức, chỉ khi bạn giữ được sức khỏe, đầu óc tỉnh táo thì làm việc mới có hiệu quả. Người còn trẻ tuổi không nên dành quá nhiều thời gian cho việc vui chơi giải trí, vì làm vậy vừa dễ gây ảnh hưởng đến sức khỏe, lại vừa ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống hàng ngày. Dù đam mê đến mức nào đi chăng nữa, bạn cũng cần nhắc nhở mình, sinh hoạt điều độ, tránh rơi vào cảnh u mê, chìm đắm quá mức. Tử vi tháng 12 năm 2023. Tử vi tháng 12 năm 2023 âm lịch, có thăng có trầm, nên thận trọng hơn. Bước sang tháng 12 năm 2023 âm lịch, vận trình của người tuổi Ất Mão có thăng có trầm, tuy mức độ không đáng ngại, nhưng vẫn không thể chủ quan, kẻo tình hình trở nên gay go hơn. Đặc biệt, khi đây đang là tháng chạp, thời điểm năm hết Tết đến, bạn cần thận trọng hơn để mọi việc được hoàn thành một cách ổn thỏa, yên tâm đón Tết. Sự nghiệp vừa có nguyệt lệnh lâm quan đới hậu thuẫn, lại vừa chỉ tác động bất lợi từ hung tinh thái tuế, nên cơ hội để chứng tỏ năng lực không thiếu, nhưng kèm theo đó cũng là sự ganh đua, ganh ghét, thị phi từ tiểu nhân hoặc đối thủ. Vì là tháng cuối năm nên cảm giác tất bật sẽ hiện rõ, bạn có thể sẽ phải làm thêm giờ hoặc mang việc về nhà để giải quyết, hiệu suất có tốt hay không, còn tùy thuộc vào sự tập trung và nỗ lực của bạn tới đâu. Gặp khó khăn cũng đừng vội vã từ bỏ, bởi công sức mà bạn bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng. Về tiền bạc, người tuổi Ất Mão trong tháng này tốt nhất nên kiểm soát việc chi tiêu của mình, Tết nhất có nhiều thứ phải sắm sửa. Nhưng đừng quên, tinh tế của bạn vẫn cần phải cố gắng nhiều, nên chưa thể phung phí ở thời điểm này. Làm ăn hồn hạp nên tìm hiểu kỹ, kẻo bị lừa gạt thời điểm cuối năm, đây là khoảng thời gian khá bận rộn của tuổi Ất Mão. Cũng chính vì lý do đó mà con giáp này có thể không kiểm soát được cảm xúc của mình mà cáu giận vô lối, khiến cho mối quan hệ tình cảm trở nên lạnh nhạt. Bạn nên cố gắng giữ gìn hòa khí để đón một cái Tết thật ấm cúng. Trong tháng này, sức khỏe của Ất Mão cũng cần được quan tâm nhiều hơn. Cuộc sống bận rộn khiến bạn dễ bỏ bê việc chăm sóc cơ thể, càng không có thời gian để rèn luyện thể dục thể thao. Tuy nhiên, bận rộn chỉ luôn là cái cớ. Nếu bạn không xây dựng lối sống khoa học thì sẽ chẳng có đủ thể trạng sung mãn để làm điều mình muốn. Quý vị thân mến, trong cuộc sống ngày nay, nhiều người thường nghĩ rằng sự phát triển chính là vươn cao, vươn xa, nhưng thật ra bản chất chính là hấp thụ mọi tinh hoa, rồi bồi về gốc rễ, ta bồi về cho nhân tâm ta bồi về cho gia tộc ta, cho dân tộc ta, vậy nên ta hòa hợp với người, ta hòa hợp với đại tự nhiên, ta hòa hợp với thiên địa quỷ thần. Những người tu luyện được giáo lý trên, rồi đem nó giá hóa cho con cháu, ắt hẳn phước báu sẽ hiện tiền, đời sau bao đời con cháu hưng vượng. Vâng, vừa rồi Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ về vận trình tử vi tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, từ nay đến Tết âm lịch 2024. Hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ sẽ giúp cho quý anh chị có cái nhìn tổng quan, xác định hướng đi đúng đắn và xây dựng được kế hoạch cho mình trong thời gian tới. Vận xấu nào cũng có thể tiêu tan, xui xẻo nào cũng có thể phòng tránh và may mắn nào cũng có thể nắm bắt. Còn bây giờ thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.